Hi, chào các bạn, Quỳnh ơi review xin chia sẻ về chủ đề quy hoạch 1/500 là gì? Hiểu về khái niệm quy hoạch 1/500 là gì? Quy hoạch 1/500 hay còn được giới đầu tư và các nhà đầu tư gọi với tên đầy đủ là quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Đây là hình thức triển khai cụ thể các hạng mục công trình được quy hoạch theo phân khu, cụ thể hơn là về mặt hạ tầng kỹ thuật. Quy hoạch 1/500 sẽ chỉ ra được rõ ranh giới giữa các lô đất và ranh giới giữa các hạng mục công trình. Khái niệm cụ thể hơn là quy hoạch 1/500 là bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết được thể hiện theo tỷ lệ 1/500. Đặc điểm chính của loại bản đồ này là phải gắn liền với một dự án cụ thể nào đó, là cơ sở để được cấp giấy phép xây dựng cho dự án sau này và lập dự án đầu tư xây dựng. Và thứ ba là có quy hoạch 1/500 thì sau này mới có thể ra sổ cho dự án. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến quy hoạch 1/500. Đầu tiên, tỷ lệ 1/500 là gì? Tỷ lệ bản đồ 1/500 có thể được ký hiệu là 1/500 hoặc 1/2.500. Ý nghĩa của 1/500 chính là tỷ số giữa độ dài của một đoạn thẳng được rút gọn so với độ dài thực tế của đoạn thẳng đó. Bản đồ quy hoạch 1/500 là gì? Thực chất, bản đồ quy hoạch 1/500 là một trong những yếu tố có vai trò quan trọng khi các đơn vị lập quy hoạch chi tiết 1/500. Đây là cơ sở để xác định vị trí công trình, thiết kế cơ sở, kỹ thuật xây dựng cho dự án và thực hiện xây dựng công trình. Ngoài ra, bản đồ này còn giúp chúng ta quan sát được tất cả những chi tiết được bố trí cụ thể tại công trình. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về quy trình quy hoạch 1/500. Các đơn vị thực hiện dự án cần phải chuẩn bị hồ sơ với quy trình diễn ra như sau. Giấy tờ quan trọng đầu tiên mà bộ hồ sơ cần có là tờ trình đề nghị được thẩm định, được đồng ý và chấp thuận phê duyệt của chủ đầu tư. Sau khi được thông qua, các cơ sở tổ chức lập quy hoạch đô thị. Tiếp đến, các đơn vị thực hiện phải có các văn bản, giấy tờ cung cấp thông tin quy hoạch và những chứng chỉ liên quan đến quy hoạch có giá trị pháp lý được cơ quan có thẩm quyền xem xét. Ngoài ra, các văn bản này phải còn có giá trị hiệu lực. Sau đó, đơn vị thực hiện sẽ thuyết trình phần quy hoạch 1/500, cung cấp bản vẽ, bản biểu thống kê, phụ lục và hình ảnh minh họa về khu đất. Trong đó, bản đồ có thể hiện rõ ràng ranh giới liên quan trực tiếp tới dự án và giữa các lô đất với nhau. Sau khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt, lập dự thảo về các nhiệm vụ cần thực hiện có trong bản quy hoạch chi tiết 1/500. Khi hoàn tất các quy trình trên, các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp tục xem xét và đưa ra quyết định phê duyệt. Tiếp đến là quá trình phê duyệt quy hoạch 1/500. Đồ án quy hoạch 1/500 phải có giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp sau. Các công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp hoặc nằm trong bí mật quốc gia, hoặc các công trình không có kế hoạch sử dụng lâu dài, chỉ được xây dựng tạm thời, chỉ sử dụng để phục vụ cho quá trình thi công xây dựng công trình chính, hoặc công trình được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp quyết định đầu tư. Ngoài ra, còn có các trường hợp đồ án quy hoạch 1/500 được miễn giấy phép xây dựng được liệt kê cụ thể tại khoản 2 điều 89 trong luật xây dựng năm 2014. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 1/500. Các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 1/500 được chỉ ra trong điều 31 thuộc Nghị định 37/2010/ND/CB với 3 cơ quan chính sau. Thứ nhất là Bộ Xây dựng, là đơn vị thẩm quyền phê duyệt quy hoạch theo tỷ lệ 1/500 và được phép phê duyệt đối với các dự án được cấp phép xây dựng của Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan thứ hai là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, được phép phê duyệt đối với các đồ án được cấp phép xây dựng của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố đó. Thứ ba là Ủy ban Nhân dân cấp huyện, được phép phê duyệt các đồ án thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các đồ án quy hoạch chi tiết phân khu, quy hoạch nông thôn. Một điều lưu ý ở cơ quan này là đối với các trường hợp phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của Ủy ban Nhân dân cấp quận, cấp huyện đều phải lấy ý kiến trước đó của Sở Quy hoạch Kiến trúc hoặc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố. Tiếp đến, chúng ta cùng phân biệt quy hoạch 1/500 với 1/2000 khác nhau như thế nào. Quy hoạch 1/500 và 1/2000 là hai khái niệm rất phổ biến, đồng thời có nhiều điểm khác nhau. Đầu tiên là sự khác nhau về khái niệm. Quy hoạch 1/500 là giai đoạn 2 và được cụ thể hóa từ quy hoạch chi tiết 1/2000, còn quy hoạch 1/2000 là giai đoạn 1 và bước vào triển khai trong quy hoạch. Thứ hai là sự khác nhau về người thực hiện. Quy hoạch 1/500 cho phép các đơn vị, công ty, cơ quan, bất động sản, doanh nghiệp có thẩm quyền thực hiện, còn đối với quy hoạch 1/2000 cho phép địa phương nơi có dự án cần lập quy hoạch. Và sự khác nhau cuối cùng là về mục đích. Quy hoạch 1/500 có mục đích xác định mối quan hệ giữa các công trình trong và ngoài quy hoạch, còn đối với quy hoạch 1/2000 thì có mục đích là quản lý đô thị. Vậy quy hoạch 1/500 có quan trọng không?
Quy hoạch 1/500 được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu của các dự án bất động sản, là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng cho dự án. Ngoại trừ một số công trình không cần quy hoạch 1/500 thì bắt buộc mọi dự án đều phải lập quy hoạch 1/500 mới được cấp phép khởi công xây dựng. Ngoài ra, quy hoạch 1/500 sẽ cụ thể hóa quy hoạch chi tiết, bố trí các công trình trên đất và hệ thống hạ tầng, kỹ thuật. Nhìn vào đó, người mua và nhà đầu tư có thể biết được dự án có đầy đủ cơ sở hạ tầng, có phù hợp với mình hay không, từ đó mới quyết định xuống tiền. Và cuối cùng là quy hoạch 1/500 rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Ngoài quy hoạch 1/500, người mua còn phải lưu ý đến các yếu tố pháp lý khi đầu tư vào đất dự án như năng lực của chủ đầu tư, giấy chuyển nhượng mục đích sử dụng đất chỉ được phép xây dựng trên đất thổ cư, không được phép xây dựng trên đất nông nghiệp, giấy tờ chứng minh chủ đầu tư để thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất, ví dụ như đóng thuế đất và hợp đồng giao dịch, cần xem xét kỹ các điều khoản để đảm bảo lợi ích cho mình. Vậy đâu là điều kiện pháp lý để một dự án đất nền được phép bán? Đầu tiên, chủ đầu tư phải có đầy đủ giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, bản vẽ thi công được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai là giấy phép xây dựng, đối với các trường hợp phải có giấy phép, giấy tờ nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng với tiến độ dự án. Thứ ba là phải có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt. Chủ đầu tư phải hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để người mua xây dựng nhà ở. Tiếp đến là chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, ví dụ như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế phí, lệ phí liên quan. Ngoài ra, dự án không được có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Dự án phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Và cuối cùng là những rủi ro khi mua đất dự án không có bản đồ quy hoạch 1/500. Khi mua đất dự án không có bản đồ quy hoạch 1/500 thì bạn có thể gặp những rủi ro như sau. Thứ nhất là đứng trước nguy cơ mất trắng. Đối với dự án thuộc diện phải lập quy hoạch 1/500 có giá trị tương đối lớn, mua đất dự án chưa có quyết định này thì khách hàng đã đánh cược lợi ích của mình. Vì nếu dự án chưa có quy hoạch 1/500 hoặc có nhưng chưa được phê duyệt thì bị phát hiện dự án sẽ bị treo hoặc đình chỉ thi công. Lúc này mọi rủi ro người mua sẽ phải tự gánh chịu mà không có một cơ quan luật pháp nào có thể bảo vệ được. Rủi ro thứ hai là về mặt pháp lý. Khi người mua muốn bán lại hay chuyển đổi quyền sở hữu, quyền sử dụng đất thì gặp không ít khó khăn. Khách hàng đứng trước nguy cơ bị xử lý theo quy định vì tự ý chuyển đổi tài sản không có đủ điều kiện thực hiện. Ngoài ra còn gặp phải rất nhiều khó khăn về vấn đề pháp lý liên quan khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ follow và subscribe kênh audio để cập nhật thêm nhiều thông tin về bất động sản nha.